Chào các bạn nhé. Hôm nay xưa mình hướng dẫn các bạn là cách để Calam nhận được 1 triệu đồng token Sahami. Một số thông tin về đồng token này, số tổng và cung phát hành của nó là 1.000 tỷ. Nó có 488 tài khoản holder đã phát sinh 1.023 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website calam.net, link truy cập website được mình để ở dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho 2 bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước số 1, các bạn sao chép contact. Các bạn có thể sử dụng nút copy contact nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chút toilet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ tập chân vào ví cho mình. Contact 20. Rồi thì tập chân 18. Bước tiếp theo, bước thêm tập chân. Sau khi đã thêm được địa chỉ tập chân vào ví, các bạn quay trở lại website calam.net. Khi tập vào bước 2, mình nhận tập chân nhé. Làm mạnh nhớ các bạn thông cảm nhé. Để xem thời gian chờ cái lát sàn thì các bạn mà mình giới thiệu qua về cái mình thấy website calam.net. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website calam.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng cấp phần mới nhất nhé. Thì nó đơn giản thôi, các bạn vào cái khi nào giao diện chính rồi đó nhé. Các bạn thì cần các bước của Calam thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhất là nhận token. Nhận token thì nó sẽ mở ra link và các bạn chỉ cần tìm tới cái Calam, nút Calam yêu cầu đây thôi. Đó. Calam hoặc AirDrop bất kỳ các token nào, sau đó nó sẽ mất khi ra là ok hay không. Còn các bạn muốn sao chép cái copy để thêm vào ví thì các bạn chỉ cần nút copy ngay rồi, đơn giản như thế. Tất cả các token đều là những như nhau. Rồi, và sau đây nữa mình quay trở lại cho vấn đề nhận là một sợi token Cash Miami. Các bạn sau khi đã vào được cái giao diện của website nét lâu quá, qua cái website calam.net. Các bạn nếu bạn nào chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, bạn vào đây để đăng ký để 10% giảm giá các giao dịch trọn đời nhé. Còn ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch trên Metalo, MXC, OKX, Kobe và nhiều tài khoản giao dịch khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi, sau khi đã ra và được giao diện Spec Miami thì các bạn có số phần bên dưới đây. Các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra, nguyên tắc nhất là 0.05 BNB, thì các bạn là 0.01 BNB mỗi tối thiểu, thì bạn sẽ nhận được 3 triệu đồng Spec Miami. Còn nếu bạn phần Lam bạn nhất vào phần này nhé, phần dưới đây thì nó còn có đôi ví, thì các bạn nhất tiếp theo nhất có đôi ví ví ra là 0.00567 BNB này, nhất có thể nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý đây.
nếu bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất khi mình đăng tải lên nhé. Theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ một cái dự án miễn phí sản phẩm tới phần nào. Nếu các bạn đã có lòng đam mê như mình thì có thể chia làm nhiều ví và các bạn để hâu đó nha. Mình có rất nhiều ví, mỗi dùng việt là một ví, bạn có thể tạo được nhiều ví khác nhau nên là mỗi dùng việt một ví nó không ảnh hưởng gì cả nha. Các bạn chỉ cần lưu cái mật khẩu thông tin, mật khẩu cái thứ tự vào là ok thôi. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để cả Lam nhận được 1 triệu đồng cách Honey. Thì cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.